những cành hoa cúc đại đóa này đẹp không các bạn? Rất là tươi và rất là đẹp không các bạn ha. Thì nhìn những cành hoa cúc đại đóa này đang nở rộ như thế này thì các bạn cũng biết là Tết của chúng ta cũng sắp cận kề rồi ha. Thì còn 3 tuần nữa là Tết Việt Nam mình sẽ tới. Tuy nhiên ở Mỹ này thì cái Tết nó không có ồn ào, nó không có náo nức, nó không có xôn xao như ở quê hương chúng ta. Tuy nhiên những gia đình người Việt ở hải ngoại cũng cố gắng có một cái Tết sum vầy cho con cháu về, có những cái bao lì xì, những cành mai, những cành đào để vui nhộn trong những ngày Tết truyền thống của chúng ta. Thì hoa cúc đại đóa này cũng không thiếu trong mỗi gia đình của chúng ta các bạn ha. Thì hôm nay em mời các bạn cùng em mình đi tham quan cái vườn hoa cúc đại đóa này nha. Trong mỗi dịp Tết, hoa thì không thể thiếu trong mọi gia đình chúng ta. Tuy nhiên, hoa cúc đại đóa này thì rất là được nhiều người ưa chuộng vì màu sắc vàng tươi và đem lại sự đầm ấm, tươi vui trong gia đình của mỗi người Việt Nam chúng ta. Cho nên hoa cúc này rất là được nhiều người ưa chuộng. Hoa tuy là rất là giản dị nhưng mà nó có ý nghĩa sâu xa là sự đầm ấm đem lại sự sung túc của gia đình. Hoa cúc đại đóa này đó các bạn trồng không có tốn nhiều công sức lắm đâu. Các bạn chỉ cần chọn cho mình một cái miếng đất mà có đất nó mềm mềm, xốp xốp là nó rất là thích. Tuy nhiên các bạn cũng có thể trồng trong một cái chậu nhỏ như thế này nè. Với điều kiện là đất nó mềm mại và có đủ ánh nắng thì cây nó mạnh khỏe và nó ra những cái bông to đẹp như thế này cho các bạn chiêm ngưỡng. Hoa cúc thì không có tốn nhiều thời gian và chăm sóc nhiều. Các bạn có thể trồng 2 ngày các bạn tưới một lần là được rồi. Các bạn tưới vào buổi sáng và buổi chiều. Không nên tưới vào buổi trưa, tại vì buổi trưa cái ánh nắng nó nóng quá, nó sẽ sôi cái rễ và nó chết cây mình đi. Hoa cúc đại đóa này thì thường thường vào tháng 12 âm lịch là cái thời điểm mà rộ cao nhất của cái loài hoa này. Tuy nhiên hoa có thể trồng và nở quanh năm, nhưng tháng 12, tháng Tết là cái hoa nó rực rỡ một mùa luôn. Cả trăm ngàn đó hoa đại đó trong cái vườn hoa này nha các bạn. Và xa xa mình thấy có một người đội nón lá rất là quê hương đang làm việc ở nơi này. Nhìn rất là quê hương các bạn nè. Chiếc nón lá xinh xinh với cành hoa cúc, nhìn là thấy quê hương chúng ta ở trong cái Tết này rồi. Thank you.
chia sẻ với các bạn cái cách mà mình chọn bông về mình trưng Tết nha các bạn. Thì ở người Việt mình thì ra chợ hay mua những cái chậu bông, nào là 5 bông, 7 bông, 8 bông, 9 bông, 10 bông, tùy theo cái sở thích mình muốn cái chậu bông của mình to lớn như thế nào. Thì nhiều người người ta tin tưởng là hoa số 7 là nó rất là may mắn. Nhưng mà nhiều người Việt mình thì bảo là 7 là thất, tức là thất nghiệp, hoặc là cái gì đó nó không may mắn. Nhưng mà đối với người Mỹ thất 7 là lucky 7. Cho nên tùy theo bạn thích. Người thì thích 8 bông, 10 bông. 10 thì nhiều khi người ta nghĩ là con số bù. Tuy nhiên những cái chậu mà 10 bông thì nó sum xê, nhìn nó mát mắt hơn. Thì có nhiều người người ta không tin về con số bù thì người ta mua cái 10 bông cho nó sum xê, hoặc là người ta mua cái 9 bông cho nó giống như là con số 9, lúc nào nó cũng may mắn. Thì cách chọn bông là như thế này nha các bạn. Các bạn chọn bông cái size của cái bông khoảng như một cái trái cam thì về nhà 3 tuần sau nó sẽ nở hết ra và cái hoa nó rất là to, rất là đẹp. Còn các bạn mà chọn cái hoa mà cái size cỡ như cái đồng tiền 25 cent như thế này nè, thì về cái hoa nó sẽ không có nở rộ cho các bạn nữa, tại vì ở trong nhà mình để nó không có đủ ánh nắng đó các bạn. Còn mà bạn mà chọn hoa cái size cỡ như cái trứng như thế này thì nó sẽ nở, nhưng mà nó không nở hoàn toàn cho các bạn. Các bạn nên chọn cái hoa nó vừa nở giống như một trái cam như thế này nè. Thì chính giữa của cái hoa nó còn rất là nhiều những cái cánh hoa, nó sẽ bung nở ra thật là to khi Tết đến. Đó, chúc các bạn may mắn lựa cho mình được một chậu hoa cúc đại đó để trưng Tết năm nay nha. Hoa cúc đại đó đây tuy là nó nhìn rất là đơn giản, nhưng nó là một biểu tượng đẹp cho mỗi gia đình của chúng ta đó các bạn. Cho dù ngoài kia có bao nhiêu khó khăn sóng gió thì cũng phải luôn cố gắng, vì đã có gia đình bên cạnh. Giữa những sự sống bề bộn ở ngoài thì gia đình luôn luôn có niềm tin, hy vọng, bởi sự gắn bó của một gia đình chính là sự động lực giúp bạn vượt qua khỏi có khó khăn trong cuộc sống. Hoa cúc đại đó này là tượng trưng cho một đại gia đình đó các bạn. Khi Tết về thì gia đình sum họp, đại gia đình chúng ta từ ông bà con cháu đều sum họp về với nhau trong những ngày Tết. Cho nên hoa cúc đại đó này là một loài hoa rất là nhiều ý nghĩa trong cái mùa Tết các bạn ha. Rồi, em cảm ơn các bạn đã cùng em mình đi tham quan cái vườn hoa cúc đại đó. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự như ý. Hẹn các bạn lần sau nha các bạn ha.